Loạt phim truyền hình của Netflix Gambit hậu Queen Gambit đang mang lại cơ hội lớn cho một nhà sản xuất cờ vua của Tây Ban Nha. Sau khi bàn cờ của công ty này tình cờ xuất hiện trong loạt phim, công ty phát hiện doanh số tăng đột biến. Một hôm tôi đi làm và một đồng nghiệp là Miguel nói với tôi là Netflix vừa ra một series mới và trong trailer của phim có bàn cờ của Rechapados Ferrer. Loạt phim được làm dựa trên tiểu thuyết xuất bản năm 1983 của Walter Tevis, ra mắt tháng 10 năm 2020 và nhanh chóng trở thành phim ăn khách. Phim kể về thiên tài cờ vua Beth Harmon trên con đường chinh phục môn thể thao trí tuệ, vốn chỉ do nam giới thống trị. Vòng thi đấu cuối cùng đưa cô tới Moscow và đấu với các kỳ thủ xuất sắc nhất giới Liên Xô thời bấy giờ. Trong cảnh nút thắt ở vòng đấu này, chiếc bàn cờ Rechapados Ferrer đã xuất hiện. Đây chính là chiếc bàn cờ đã xuất hiện trong Queen's Gambit series. Ngay sau đó, khán giả đã đổ xô đi lùng chiếc bàn cờ tương tự và góp thêm vào doanh thu của công ty, vốn đã tăng kể từ khi xảy ra dịch COVID-19, khiến người dân phải ở trong nhà nhiều hơn. Đơn đặt hàng của công ty tăng từ 22.000 năm 2020 lên 45.000 năm 2021 và giờ đã phải chuyển các đơn mới sang năm 2022 vì không đủ sức đáp ứng nhu cầu thị trường. Đơn đặt hàng cờ vua tăng như tên lửa, chúng tôi phải chạy tối đa công suất. Trước đây, từ khi đặt hàng tới khi giao hàng là khoảng 608 tuần, còn giờ thì phải lùi sang tận năm 2022 vì năm nay đã hết công suất rồi. Ferrer nói với hãng Reuters rằng chiếc bàn cờ xuất hiện trong phim là loại bàn cờ được đặt hàng nhiều nhất, nhưng tới nay chỉ có một nhà phân phối Đức là được phân phối loại bàn cờ này. Chính công ty này đã đưa bàn cờ đến với bộ phim mà phần lớn được quay ở Berlin. Tới đây, do nhu cầu quá cao, công ty cho biết họ sẽ cân nhắc bán bàn cờ loại này qua thêm một số kênh khác.